Chào mừng các bạn đã đến với Review Game. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một tựa game không quá mới nhưng cũng không quá cũ, vì nhắc đến tên là ai cũng biết. Đó chính là Touhou. Như các bạn đang thấy, chúng ta đang ở màn hình chính của Touhou 13. Lý do tôi chọn 13 không phải do yếu tố tâm linh ở con số, mà là do sở tây 4 của bản này nhạc hay vãi cứt. Không dài dòng nữa, hãy cùng Review Game trải nghiệm tựa game này một cách chi tiết. Đầu tiên các bạn bấm vào game sở ta. Sau đấy các bạn tốt nhất là bích con mẹ nó Lunatic luôn, thế cho nó dễ. Tiếp đến là phần chọn nhân vật. Bạn chọn ai cũng được nhưng tuyệt đối không nên chọn Adit Bro 2. Tại vì Adit Bro 2 thì lúc đéo nào chẳng chốc. Còn về phía gameplay, bạn sẽ điều khiển nhân vật bằng 4 phím mũi tên để né các vật thể khác, và giữ phím Z để bắn và X để dùng sở kill. May mắn làm sao, tôi lại vừa làm sức cái nút mũi tên sang trái từ tuần trước. Đang không biết phải làm thế nào thì tôi mới nhớ là có thể dùng số 4 ở phím số để thay thế phím mũi tên sang trái, số 6 sang phải số 8 đi lên, và đéo hiểu ông thiết kế game nghĩ gì nhưng nút đi lùi lại ở tận số 2 lịch con mẹ. Nhưng không sao cả, với một người trình độ cao như tôi thì có khó hơn một tí trong việc di chuyển cũng là chuyện trẻ con thôi. Xin lỗi vì tôi phải time skip, vì nếu tôi quay full cho các bạn xem thì video này sẽ khá là dài. Và như các bạn đang thấy, tôi đang ở sở tây 4 và con boss ở sở tây này là Seigakaku. Đánh giá tổng quan của tôi thì phiên bản Touhou 13 này khá là dễ. Tôi nghĩ tôi sẽ làm một video chơi bằng chân. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay hãy subscribe cho kênh Meme Hub trên YouTube để đón chờ những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.